Mình xin chào các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình. Thì hôm nay là ngày buồn các bạn ơi. Các bạn thấy là cây thì nó cũng chết hết rồi. Mình chỉ ủ đây chút nữa để hy vọng mình sang qua một cái hồ khác. Thì cái câu chuyện là cái hồ mình bị nứt các bạn. Đây, nó bị nổ. Nó bị nổ các bạn thấy vết nứt không? Này, vết nứt này. Đấy. Nó nổ từ trên nó nổ xuống các bạn. Thì cái việc nổ cái hồ này á, thì nó bị một cái chấn động nhẹ các bạn. Nó nhẹ thì cũng không phải nhẹ đâu, nhưng mà cũng nặng lắm. Một cái chấn động từ nói chung là khu xây dựng sát nhà. Nó rớt đồ và chấn động nứt. Rồi cái hồ cá bị nứt luôn. Nứt luôn thì cá nói chung là chết cũng nhiều lắm các bạn. Nước xì ra nó xé từ trên xuống luôn. Đây các bạn nhìn thấy nè, hồ nè. Đó, nó xé từ trên, nó xé xuống dưới, nó xé xuống dưới gốc luôn các bạn. Nó làm một đường nhanh lắm. Rồi mình không có kịp xử lý. Nước ra hết liền luôn, bắt nhưng mà do là cá thủy sinh đó các bạn. Nên là nó phải có oxy, phải vận chuyển máy oxy, một số thì phải chừa oxy cho hồ cá còn trong hồ, một số thì phải chuyển oxy qua cho hồ mới, nên là không có kịp các bạn. Và nó chết rất là nhanh, cá chết rất là nhanh. Mình giữ được 5 con bác sĩ, 2 con da beo, một mớ cá chuột, cá chuột leo bát các bạn. Thì hy vọng là mình đang bỏ trong cái hồ kia nhiều quá thì hy vọng nó sống. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình set up lại cái hồ mới. Thì nói chung là nếu bạn nào tính mua cái dạng hồ này thì cũng được, nhưng mà cái hồ này nó có một cái điểm dở nha các bạn. Nó có một cái điểm dở là nếu mà bạn nào mua cái hồ này thì nó có một cái điểm dở, đó là cái hồ nó hơi mỏng. Bạn nào mua loại hồ này cũng được, nói chung là xài tạm thôi, chứ nếu mà chúng ta dùng cái loại hồ này thì mình nghĩ là hơi mỏng á. Đợt này mình đặt cái hồ khác 8 ly. Mình đặt cái hồ khác 8 ly nó dày hơn rất là nhiều, dày hơn gấp đôi luôn các bạn. Hồ này chắc mình nghĩ 4-5 ly. Trên đó thì ghi 5 ly nhưng mà mình thấy nó hơi mỏng so với cái 8 ly của mình đặt. Bạn nào mà muốn xài loại hồ này cũng được. Loại hồ này là hồ bo nữa các bạn. Đây. Nó bo một chỗ kính này. Đó, các bạn thấy hồi hồ này là nó bo này. Còn đó, bạn nhìn này, nó là hồ nó bo này. Rồi cái này nó bị chậm luôn rồi các bạn. Nó không có đo ra, nó không có cái nhiệt độ để nó đo. Là nó không có nhảy số lên. Thì bạn nào tính mua cái loại hồ này thì cân nhắc nha. Nó hơi mỏng á. Nói chung là không có bị va chạm trực tiếp đâu, va chạm gián tiếp, nói chung là chấn động thôi. Ở nhà, những cái nhà xây dựng cái bên thì mình bên này mình cũng bị nứt rồi các bạn, mà nứt lẹ lắm, làm cái tắt một cái là cá ra hết luôn các bạn. Hiện giờ mình dán keo A300 vô để tạm thời xử lý trữ nước một chút xíu trong thời gian đợi mình sang hồ. Đây các bạn thấy đường nứt nè, đó mình đang sử dụng keo A300. Mình chét từ trên xuống dưới thì mình biết là mình sẽ vô nước thì nó cũng không có xì, nhưng mà nếu mà vô lượng nước lớn là chắc chắn nó sẽ xì, nó sẽ nổ hồ lại các bạn. Thì chắc trong vòng ngày hôm nay là toàn bộ cây sẽ được sang qua hồ mới. Thì các bạn đợi xem video sau, các bạn sẽ thấy cái hồ mới của mình. Còn cá thì chết hết rồi các bạn, khá buồn. Cá thì chết thì không hết, nói chung là chết cũng 50% á. Thì các bạn sẽ xem cái video hồ sau ha. Đây. Các bạn hỏi là cái hồ mới mua về của mình như thế nào thì mình cũng cho các bạn xem luôn. Đó là hồ 8 ly. Dày lắm các bạn. Đây. Hồ rất là dày nha các bạn nha. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Dày gấp đôi luôn á. Chứ hồ kia mình nghĩ 5 ly, 4 ly. Thì đây 640-640, giá trên này các bạn thấy luôn nè. Giá trên này hồ
8 ly. Để chơi các bạn ha. 640 40. Mình mua thì 1 triệu mấy các bạn. Các bạn có thể đặt hồ. Mình đặt ở Bích Phương An Qua. Còn chất lượng như thế nào thì chút nữa mình sẽ test cho các bạn ha. Bích Phương An Qua. À, mình có thể đó. Rồi, mình sẽ thay thế cho cái hồ bị nổ của mình. Thì các bạn chờ mình sẽ lên hồ quay con mình nè. À, cũng chẳng biết nói sao nó nổ thì mình cũng chẳng biết nói sao. Thì coi như mình xui. Mình sẽ sang hồ ha các bạn ha. Rồi tới đây thì mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin chào. Chúc tất cả các bạn thành công.